Hello, xin mến chào cả nhà, chào anh em, chào tất cả mọi người đã luôn ủng hộ channel Cuộc Sống Tây Nguyên của mình nha. Hôm nay mình sẽ quay cảnh du khách cưỡi voi tại hồ Lắk nha các bạn. Mặc dù trời rất là gió, ghi lại những khoảnh khắc đẹp này các bạn ạ. Đây, ở bên cạnh mình có hai anh nhà báo, nhất ảnh gia đang chụp ảnh du khách. Du khách này hầu như là du khách nước ngoài các bạn ạ. Gió rất khủng khiếp. Mới thấy các bạn ạ. Thường thường thì chúng đi đơn lẻ, nhưng do đoàn khách này quá đông nên công ty du lịch đã triệu tập hết số voi ở trong công ty về để chở khách. Các bạn đã theo dõi video nha. Các bạn để lại một like, comment, subscribe để ủng hộ mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.